Tổng quan đầu tiên xin chào các bác đam mê bẫy chẳng người trên toàn quốc nha. Hôm nay đi bẫy đà đà nhưng không gặp đà đà các bác ạ. Thấy cụ em ở trong này có một con đà đà nhưng mà kích mãi từ sáng giờ không thấy gáy, kích nửa tiếng rồi không thấy gáy. Tiện thể đi đánh nghịch làm kèo nghịch luôn. Ra hôm nay đi đánh nghịch thì chẳng cầm cái gì đâu các bác, cầm mỗi tay lưới không. Không chim mồi, không gì cả. Ra đánh chim mồi chỗ em bây giờ nó bể rồi, khó đánh rồi, gặp những con nào hàng mới đánh được thôi. Còn những con nào khôn ấy thì phải chơi bằng lưới thì mình chơi được. Thì sau đây em sẽ giải lưới ra và đánh cho các bác xem nhé. Và các bác xem cách đánh con tràng nghịch rất chỉ là dễ thôi. Ra đánh con tràng nghịch thì sẽ dùng 2 tiếng, 1 tiếng lúc mình gọi nó đến, xong 1 tiếng là gọi để đánh thì cực kỳ hiệu quả luôn các bạn. Mời các bác xem video nhé. Cái ở đám dưới à các bác, giải ở đám này để cho các bác dễ nhìn các bác. Đấy, dễ nhìn luôn. Thank you.
xong rồi đấy. Cũng nhanh không kém gì lụp đâu các bạn. Những con khôn phải chơi bằng cách này. Đấy, thằng cu em thì nó đi đánh chặt nghịch, nó đi qua đây nó thấy bà con ca ca gái đánh luôn. Đi đánh ca ca không thấy đâu, nhưng chẳng người thì thấy đây, gắp luôn các bạn nhé. Bạn nào cần sản phẩm lưới liên hệ em nhé. Chào các bạn.